Thấy chiếc xe có treo đồ ăn, người phụ nữ sai đứa con nhỏ thò tay lấy khiến ai nấy phẫn nộ. Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một đại gia đình gồm một người phụ nữ và hai đứa con, bồng thêm trên tay một em bé nhỏ xíu, cùng ngồi trên một chiếc xe máy nghị lực, tấp vội vào lề đường, đậu sát vào một chiếc xe máy khác, trên xe có treo một bịch đồ ăn không phải dạng bừa đâu. Ngay khi chiếc xe tấp vào, người con gái đội nón bảo hiểm màu vàng, ngồi nép mình phía dưới, nhẹ nhàng thò bàn tay ngọc ngà mà lực điền của mình ra, chụp lấy bịch đồ ăn rồi nhanh tay xung vào công quỹ của gia đình mình. Trong khi đó, người con gái áo đỏ đang bồng bế em bé ngồi phía sau thì liên tục nhìn qua ngó lại, đảo mắt khắp tứ phương để cảnh giác canh phòng. Người mẹ thì có thêm nhiệm vụ, khi bịch đồ ăn vừa lọt vào tay là rồ xe máy chạy mất. Màn phối hợp vô cùng ăn ý của đại gia đình đã khiến cho những người thường xuyên làm việc đội nhóm phải hổ thẹn chạnh lòng. Tuy nhiên, dưới phần bình luận, nhiều người lại bày tỏ sự phẫn nộ vô cùng đối với hành vi mượn tạm bịch đồ ăn không hẹn ngày trả lại của gia đình gương mẫu. Chỉ có điều không phải là tấm gương sáng, mà là tấm gương xấu không nên noi theo. Đặc biệt lên án gay gắt hành vi xúi giục đứa con gái lấy đồ người khác của người mẹ. Mặc dù chỉ là một bịch đồ ăn đơn giản, nhưng lại vô tình làm nhòe đi trang giấy trắng của một mầm non tương lai. Một số bình luận được mọi người để lại: trời, mẹ con nhà này bữa mới lấy cái nón bảo hiểm treo trên xe ở tiệm mình luôn, còn clip camera quay lại được. Con bé nó dùng một tay mà điêu luyện hơn cả khối người dùng hai tay. Chắc đây không phải là lần đầu rồi. Thường thì cha mẹ có ra sao cũng không muốn con cái mình hư hỏng như thế. Vậy mà cái gia đình này ngộ thật. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.